Vitamin C cũng là một trong những cái hoạt chất có khả năng làm trắng da và trị nám an toàn. Chính vì thế mà hiện nay có rất là nhiều cái sản phẩm viên uống trắng da có thành phần chính là vitamin C. Vì thế cho nên hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị chi tiết về 5 cái sản phẩm viên uống trắng da khá là hot từ vitamin C. Đó là vitamin C của Blackmore. Đây là cái sản phẩm đến từ Blackmore, thương hiệu rất là nổi tiếng của Úc. Orihiro của Nhật. Chansino YC Clear của Nhật. Nevita của Nhật. Và CDHC của Nhật. Vậy thì trong 5 cái sản phẩm này, sản phẩm nào là hiệu quả nhất? Để tìm hiểu kỹ hơn về những cái công dụng thực tế của từng sản phẩm này thì em mời các chị theo dõi video ạ. Xin chào các chị, hôm nay em lại tiếp tục review cho các chị những cái sản phẩm viên uống trắng da hot nhất từ vitamin C. Và trong cái video này thì em sẽ review theo thứ tự cái sản phẩm nào được đánh giá chất lượng tốt nhất thì em sẽ đưa lên top đầu. Cái sản phẩm đứng trong top đầu cái sản phẩm viên uống trắng da từ vitamin C tốt đó là C của Blackmore. Đây là một cái sản phẩm vitamin C được rất là nhiều chị em yêu thích. Blackmore nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trong cái ngành thực phẩm chức năng, thực phẩm làm đẹp của nước Úc. Hầu như là các chị em yêu thích cái hàng châu Âu đều biết đến thương hiệu này với rất là nhiều cái sản phẩm nổi tiếng. Ví dụ như là E1000 đơn vị hoặc là tinh dầu hoa anh thảo hoặc là Omega. Vậy thì trong một viên C của Blackmore thì sẽ có những cái thành phần như sau: 380mg C tự nhiên hay còn gọi là ecobic acid, hơn 300mg muối khoáng của C giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ vitamin C, 380mg canxi ecobat, nó là dạng muối của canxi kết hợp với vitamin C dùng để điều trị các hội chứng do thiếu vitamin C, cộng lại là hơn 1000 vitamin C. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm này còn có rất là nhiều thành phần tốt cho da và tốt cho sức khỏe, làm đẹp da, như là 25mg citrus, đây là cái nhóm vitamin C từ cái vỏ cùi cam, 50mg zolsai. Hai cái chất này nó đều có công dụng trong cái việc củng cố độ bền của thành mạch, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh mạch máu, ví dụ như là trĩ, suy tĩnh mạch và bệnh chảy máu cam. 50mg heparidin, chất này nó được ứng dụng trong cái việc điều trị giãn tĩnh mạch, xơ vữa động mạch, chống ung thư, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, tăng cường trí nhớ và giảm tê nhức tay chân ở những người già. 250mg nụ thầm xuân và 50mg tinh chất quả sari làm trẻ hóa và chống lão hóa cho da. Đối với sản phẩm này thì nó nhận được rất là nhiều lời khen của khách hàng, đó là sau 3 tháng uống thì các chị thấy da sáng đẹp hơn, đều màu hơn, thâm sạm giảm đi đáng kể. Và quan trọng nhất là thấy sức khỏe tốt hơn, đề kháng cũng tốt hơn, không bị ốm vặt nữa. Ưu điểm lớn nhất của cái sản phẩm này là có giá thành rẻ, một lọ gần 500 nghìn mà uống được tới 2 tháng. Nó là một trong những cái dòng C duy nhất không gây hại dạ dày, uống mà không bị sót ruột, an toàn khi uống lâu dài. Và uống cái sản phẩm này thì không lo bị lắng sỏi ở thận. Cái nhược điểm lớn nhất của cái sản phẩm này đó là nó rất là hot cho nên hay bị cháy hàng. Và nó hot cho nên hiện tại có rất là nhiều hàng giả nữa. Nên khi mua các chị sẽ phải thật sự lưu ý. Và có một cái điều em rất là khen cái hãng Blackmore là nó thật sự là tinh tế, bởi vì cái thành phần chính của cái sản phẩm này là vitamin C, cho nên là hãng thiết kế trong cái lọ tối để khi mà tiếp xúc với ánh sáng thì vitamin C nó không bị oxy hóa. Cái sản phẩm đứng ở top thứ hai đó là Chansino White C Clear. Nhắc tới những cái sản phẩm làm trắng da của Nhật, trị nám của Nhật thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến nhà Chansino. Và Chansino White C Clear nó là một trong những cái sản phẩm rất là hot của hãng. Đối với thành phần của Chansino White C Clear thì em thấy là trong 4 viên của Chansino sẽ có những cái thành phần là vitamin C chiếm 1000mg, Ecetin là 240mg, vitamin E tự nhiên là 50mg, vitamin B2 là 6mg, vitamin B6 là 12mg, vitamin B3 là 60mg. Trong 6 hóa chất này thì vitamin C và Ecetin nó là hai thành phần chủ đạo trong cái việc làm trắng da và hỗ trợ điều trị xâm nám, đồi mồi, chống lão hóa. Còn E, B2, B6, B3 nó đều có tác dụng trong cái việc chống lão hóa, tái tạo, nuôi dưỡng mô da, giúp cho da được khỏe mạnh. Và những cái thành phần này nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Ưu điểm lớn nhất của Chansino YC Clear đó là lành tính, có lợi cho sức khỏe, viên thuốc nhỏ cho nên là cũng dễ uống.
Ở cái sản phẩm này có một cái nhược điểm mà em rất là ghét, em phải nói cho mọi người hiểu cái vấn đề này. Bởi vì vitamin C bản chất của nó rất là dễ bị oxy hóa khi mà tiếp xúc với cả ánh sáng. Cho nên đáng lẽ ra hãng tinh tế thì hãng sẽ phải cho viên thuốc đựng trong cái lọ có màu tối để hạn chế cái việc mà viên thuốc tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp ấy. Nhưng mà hãng lại không chú ý tới điều này, cho nên thiết kế cái lọ màu trắng. Điều này thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng của sản phẩm đấy ạ. Và nếu như mà để so về giá, đối với những cái sản phẩm làm trắng da có thành phần từ C thì Tassino cũng không hề rẻ. Một lọ của nó là 700 ngàn mà chỉ uống được khoảng 1 tháng thôi ạ. Tiếp theo là sản phẩm Natural White của Orihiro. Trong 10 viên của Orihiro sẽ có vitamin C chiếm 1000mg, L-Stein là 250mg, Hyaluronic Acid là 10mg, B5 10mg, B1 1,5mg, B6 2,5mg. Về cơ bản thì thành phần của Orihiro nó khá là lành tính. Nếu như một ngày uống 10 viên thì các chị sẽ bổ sung cho cơ thể là 1000mg trên một ngày. Ngoài cái hoạt chất làm trắng da là C thì em thấy sản phẩm này nó còn hỗ trợ thêm một chất làm sáng da và trị nám là L-Cystein. Công dụng của L-Cystein là tiêu triệt gốc tự do, tăng cường cái sự chuyển hóa trên da. Nó còn là một trong những cái tiền chất chính của glutathione và nó tham gia vào cái việc tổng hợp của glutathione ở gan, thận, phổi, xương, cho nên giúp cơ thể chúng ta chống lại cái quá trình lão hóa. Có thể nói hoạt chất này nó rất là giá trị và tốt cho gan, cho thận của chúng ta. Tiếp đến nó là một cái hoạt chất mẹ em rất là mong đợi, đó là acid hyaluronic. Hoạt chất này nó có tác dụng là cấp ẩm cho da cực kỳ tốt. Còn acid folic và các loại vitamin nhóm B thì nó hỗ trợ nhiều cho sức khỏe và cho dây thần kinh. Ưu điểm lớn nhất của cái sản phẩm này đó là an toàn cho sức khỏe. Nhược điểm lớn nhất của cái sản phẩm này là một ngày sẽ phải uống tới 10 viên và nó sẽ là một cái trở ngại rất là lớn đối với những người lười uống thuốc. Nhưng mà nếu như mọi người bớt viên thuốc đi mà không uống đủ 10 viên thì nó là bị thiếu, không cung cấp đủ cái hàm lượng vitamin C để làm trắng da. Giá thành cái sản phẩm này thì nó có vẻ là hơi chát. Một lọ 300 viên, giá là 750.000, uống được 1 tháng. Tiếp đến là Nelvita YC Plus. Thành phần làm trắng da của cái sản phẩm này vẫn là chủ đạo là vitamin C với 1000mg. Trên cái bảng thành phần thì hãng công bố là trong 6 viên của Nelvita sẽ có 5 hoạt chất: 1000 vitamin C tự nhiên, 240mg L-cystein, 50mg vitamin E, B2 6mg, B6 12mg. Như mọi người thấy là những cái thành phần có trong Nelvita nó đều cực kỳ an toàn cho sức khỏe và rất là tốt cho sức khỏe. Viên thuốc cũng khá là nhỏ cho nên dễ uống và giá thành rẻ. Đó cũng là cái ưu điểm lớn của cái sản phẩm này. Nhược điểm lớn nhất của Nelvita nó cũng giống như là hai cái sản phẩm này. Đó là đều đựng trong cái lọ màu trắng cho nên là khi mà tiếp xúc với ánh sáng thì dễ bị oxy hóa. Cái điều này nó không tốt cho sản phẩm có thành phần vitamin C chút nào. Như em vừa nói từ ban đầu rồi, C khi mà tiếp xúc với ánh sáng ấy, thì nó sẽ bị oxy hóa cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng. Và giá thành của Nelvita cũng khá là cao. Một lọ Nelvita dao động tầm khoảng hơn 600 đến hơn 700 nghìn. Cuối cùng là vitamin C của DHC, là một cái sản phẩm nằm ở cuối top những cái dòng viên uống trắng da hot của Nhật. Một viên của vitamin C sẽ có hai thành phần, C chủ đạo là 500mg và 2mg B2. Đối với sản phẩm CDHC thì các chị sẽ uống một ngày 2 viên. Ưu điểm của CDHC là giá thành rẻ, đựng trong cái túi zip cho nên là cũng rất là dễ dùng, dễ vận chuyển mang theo người. Một gói DHC như này các chị có thể uống được 60 ngày. Nhược điểm của CDHC được rất là nhiều chị em phản ánh lại, đó là khi uống CDHC thì bị sốt ruột, bụng hay bị cồn cào và đói rất là nhanh. Nhất là những chị em nào mà bị đau dạ dày sẽ bị kích ứng dạ dày. Cho nên là cái sản phẩm này nó sẽ không phù hợp với những người có tiền sử bị đau dạ dày, bị loét dạ dày hoặc là bị dạ dày kích ứng. Trong tất cả những cái sản phẩm vitamin C kể trên thì dòng C của Blackmore nó là một trong những cái sản phẩm được nhiều chị em đánh giá cao về cái hiệu quả trong việc làm trắng da, trị nám. Không chỉ có chị em phụ nữ mà có rất là nhiều anh nam giới lựa chọn gắn bó với cái sản phẩm này để hỗ trợ cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, thải độc cho gan và phòng ngừa ung thư. Đối với các anh nam giới, những người mà uống bia rượu nhiều hay phải thức đêm ý, hoặc
hoặc là làm trong những cái môi trường độc hại nên uống cái sản phẩm này. Và em nghĩ rằng các anh nam giới nên có một cái sản phẩm C của DHC như thế này đi kèm. Nó có chức năng thải độc rất là tốt luôn ạ. Khi mà uống C và Blackmore thì nó sẽ có chức năng là giải độc cho cơ thể chúng ta tất cả những cái độc tố gây hại cho sức khỏe ra ngoài, thanh lọc cho cơ thể chúng ta, giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Tiếp theo đó, cái sản phẩm được đánh giá tốt là C của Chansino, C của Orihiro. Tác dụng của Chansino và Orihiro thì nó chậm hơn so với Blackmore một chút. Và cuối cùng là C của Nelvita và C của DHC. Hai cái sản phẩm này thì nó có cái hiệu quả tương đương với nhau. Cái sản phẩm này nó hot chẳng qua bởi là vì cái giá thành của nó rẻ, mà cũng có rất là nhiều nơi quảng cáo rồi PG cho cái sản phẩm này. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã review rất là kỹ cho các chị về top những cái sản phẩm viên uống trắng da hot nhất năm 2021 từ vitamin C. Em hy vọng rằng sau khi xem video của em thì các chị sẽ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm vitamin C làm trắng da phù hợp với nhu cầu của mình. Khi mua hàng thì các chị nhớ sẽ phải cẩn thận và tìm hiểu kỹ khi mà mua những cái sản phẩm thực phẩm chức năng làm đẹp da hay là uống để chăm sóc sức khỏe. Bởi vì hiện nay hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Bên hệ thống Hoa Beauty chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng của những cái thương hiệu nổi tiếng như là viên uống trắng da, trị nám, sữa ông chúa, nho thay kiều, mầm đậu nành, vitamin C, E, trà hoa nhụy tây, omega. Nếu như mà các chị cần tư vấn về những cái sản phẩm viên uống trắng da nổi tiếng hoặc là những cái dòng thực phẩm chức năng làm đẹp chính hãng thì có thể liên hệ bên em qua Zalo, Facebook hoặc theo hotline số điện thoại 0985 229900, hoặc là các chị có thể truy cập vào website hoabeauty.vn. Nếu như mà yêu thích em thì các chị đừng quên ấn cho em một like và một theo dõi kênh của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.